Ngoài mùa hè, dịp Tết cũng là thời điểm lý tưởng để bạn tham quan và khám phá vẻ đẹp của Quy Nhơn. Vùng đất này quanh năm sở hữu vẻ đẹp rất riêng của biển cả, cùng cảnh quan thơ mộng và nhiều món hấp dẫn. Đó là lý do tại sao nhiều du khách lựa chọn Quy Nhơn là điểm đến để thư giãn và nghỉ ngơi vào dịp Tết. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho cuộc hành trình khám phá vùng đất của Thi Ca, đừng quên tham khảo những kinh nghiệm du lịch Tết Quy Nhơn 2024, 4 ngày 3 đêm mà Blog Travel Việt chia sẻ dưới đây nhé! Có nên đi du lịch Quy Nhơn dịp Tết 2024? Có thể bạn không biết, Quy Nhơn luôn là điểm đến hàng đầu của nhiều du khách vào dịp Tết. Vậy lý do là gì? Thời tiết ở Quy Nhơn trong dịp Tết thường mát mẻ, trời nắng ấm và ít mưa, tạo điều kiện lý tưởng cho việc tham quan, tắm biển và tham gia vào các hoạt động giải trí thú vị. Quy Nhơn sở hữu phong cảnh hoang sơ và không thương mại hóa như một số điểm đến khác như Đà Nẵng, Phú Quốc hoặc Nha Trang. Vì vậy, khám phá các điểm du lịch ở Quy Nhơn vào dịp Tết là một lựa chọn lý tưởng mà bạn không nên bỏ lỡ trong kế hoạch du xuân của mình. Quy Nhơn sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp cho bạn nghỉ dưỡng và khám phá vẻ đẹp của xứ Nẫu. Vào dịp đầu năm, bạn có thể tắm biển và tham gia vào các hoạt động như bơi, lặn biển ngắm san hô. Ngoài ra, Quy Nhơn còn là một vùng đất lịch sử địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra nhiều anh hùng dân tộc nổi tiếng như Quang Trung. Ghé thăm Quy Nhơn, du khách còn được chiêm ngưỡng trống trận Tây Sơn, cũng như tìm hiểu nét tinh hoa về võ học cổ truyền của Bình Định. Cuối cùng, không thể không đề cập đến ẩm thực đặc sản độc đáo của Quy Nhơn. Nơi đây có rất nhiều món ngon hấp dẫn để thưởng thức, và hàng quán ở đây đều rất thân thiện, nói không với chặt chém du khách. Hai, thời tiết Quy Nhơn dịp Tết 2024 như thế nào? Dịp Tết rơi vào mùa khô ở Quy Nhơn, thời tiết lúc này khá tuyệt vời, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động du lịch. Nhiệt độ dễ chịu vào khoảng từ 18 độ C đến 29 độ C, trời trong xanh và không có mưa, không quá lạnh cũng như kèm theo mưa phùn rải rác đầu xuân mà miền Bắc thường gặp. Nắng xuân vàng ươm kết hợp với trời xanh trong sẽ rất thích hợp cho du khách đi tắm biển. 3. Du lịch Quy Nhơn Tết 2024 4 ngày 3 đêm có gì hay? Du lịch Quy Nhơn vào dịp Tết là một trải nghiệm thú vị với nhiều hoạt động và lễ hội đặc biệt. Dưới đây là một số hoạt động và sự kiện thú vị mà bạn có thể tham gia và trải nghiệm tại Quy Nhơn vào dịp Tết. Tham gia các lễ hội mùa xuân. Tết cũng là dịp người Việt ta tổ chức nhiều lễ hội truyền thống và Quy Nhơn cũng không ngoại lệ. Trong suốt dịp Tết, bạn có thể tham gia vào các hoạt động truyền thống như hội chợ gò, hội đua thuyền gò bồi, lễ hội Đống Đa, lễ hội chùa Bà nước mặn. Du xuân Tết ở quảng trường. Vào mỗi dịp Tết, tại quảng trường Quy Nhơn sẽ được trưng bày biểu tượng linh vật từ 16 giờ ngày 22 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng hoặc có triển lãm ảnh. Bạn có thể cùng gia đình tới đây chụp ảnh nhé. Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới. Bắn pháo hoa là một phần quan trọng của ngày Tết. Tại Quy Nhơn, bạn có thể tham gia thưởng thức bắn pháo hoa và ngắm nhìn bầu trời sáng rực vào đêm giao thừa tại quảng trường thành phố nhé. Bốn, phương tiện di chuyển đến Quy Nhơn Tết 2024 4 ngày 3 đêm. Hiện tại có khá nhiều phương tiện di chuyển đến Quy Nhơn. Các phương tiện di chuyển phổ biến như xe khách, tàu hỏa và máy bay. Nếu bạn có phương tiện cá nhân, bạn hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp lịch trình khởi hành sao cho phù hợp nhất. Di chuyển bằng máy bay. Mặc dù thời gian di chuyển nhanh, nhưng giá vé máy bay du lịch Tết Quy Nhơn 2024 4 ngày 3 đêm thường khá cao. Tuy nhiên, sự thuận tiện của việc đi máy bay có thể không cao bằng các phương tiện khác bởi vì sân bay Quy Nhơn, sân bay Phú Cát cách trung tâm thành phố khoảng 35 km dẫn đến việc di chuyển từ sân bay đến trung tâm thành phố có thể hơi bất tiện. Do đó, các chuyến bay thường phù hợp hơn cho du khách từ các khu vực xa như miền Bắc, miền Nam hoặc các vùng cách xa Quy Nhơn. Hiện nay có khá nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines và Bamboo Airways khai thác các chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn với tần suất từ 3 đến 7 chuyến mỗi ngày, tùy vào thời điểm
và giá vé dao động tùy theo hành trình, thường nằm trong khoảng từ 1 triệu 550.000 đồng đến 3 triệu 298.000 đồng cho mỗi chiều. Để tiết kiệm chi phí, hãy luôn theo dõi cơ hội săn vé máy bay giá rẻ tới Quy Nhơn trên các nền tảng bán vé uy tín nhé! Di chuyển bằng tàu hỏa. Di chuyển bằng tàu hỏa cũng là một trải nghiệm khá hay cho những người muốn du lịch Quy Nhơn tự túc. Bạn có thể đặt vé trực tuyến hoặc mua vé tại quầy vé tại ga tàu. Tàu hỏa có hai loại vé để bạn lựa chọn. Vé giường nằm trung bình giá khoảng 500.000 đồng một lượt, vé ghế ngồi thông thường trung bình giá khoảng 300.000 đồng một lượt. Thời gian di chuyển cho mỗi chuyến tàu là khoảng 14 giờ liên tục. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn đi bằng tàu hỏa, hãy cố gắng đặt vé trước, đặc biệt trong mùa cao điểm như dịp Tết, vì lượng hành khách khá đông và tàu chạy mỗi ngày chỉ một chuyến duy nhất. Di chuyển bằng xe khách. Nếu bạn có nhiều thời gian và muốn tận hưởng cảm giác ngắm nhìn cung đường đến Quy Nhơn, thì việc lựa chọn xe khách là một phương án khá thú vị. Nếu bạn bắt đầu hành trình từ Hà Nội, có nhiều nhà xe như Hoàng Long, Trương Thịnh, Phượng Hoàng, Hiền Phước, tất cả những chuyến xe này đều xuất phát từ bến xe nước ngầm hoặc bến xe Giáp Bát. Xe giường nằm có tầm 2-3 chuyến mỗi ngày một chiều và thời gian trên xe kéo dài khoảng 1 ngày một đêm, với giá vé khoảng 560.000 đồng cho mỗi hành khách. Nếu bạn bắt đầu hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể xem xét các hãng xe như Phương Trang, Mai Liên hoặc An Phát, với giá khoảng 300.000 đồng mỗi khách hàng và thời gian di chuyển khoảng 12 tiếng. Lưu ý rằng xe khách vào dịp Tết thường có giá cao hơn so với ngày thường và vé có thể hết rất nhanh. Vì vậy, bạn hãy đặt vé sớm để đảm bảo bạn có chỗ và nhận được ưu đãi. 5. Kinh nghiệm di chuyển tại Quy Nhơn Tết 2024 4 ngày 3 đêm. Xe máy. Đối với những người thích vượt thì việc tự lái xe máy ở Quy Nhơn thật sự tuyệt vời. Khác biệt với nhiều thành phố biển khác như Đà Nẵng hay Nha Trang, vẻ đẹp độc đáo của Quy Nhơn nằm ở những con đường dài với những triền cát trắng mịn ở cả hai bên. Đây thường là điểm dừng chân lý tưởng để các bạn trẻ check-in, do đó việc di chuyển bằng xe máy là một phương án tốt nhất. Khi bạn thấy một cảnh đẹp và muốn dừng lại để chụp ảnh, bạn có thể dừng ngay lập tức. Giá thuê xe máy ở đây cũng khá phải chăng, từ 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng mỗi ngày, tùy thuộc vào loại xe bạn chọn. Một số địa chỉ thuê xe máy uy tín bạn có thể tham khảo là cửa hàng Helu, cửa hàng Hoài Bảo, cửa hàng Cường Thịnh. Ô tô. Nếu bạn đi du lịch cùng gia đình, có trẻ nhỏ và người cao tuổi thì thuê một chiếc ô tô riêng sẽ là lựa chọn thông minh. Thời tiết tại Quy Nhơn thường nắng nóng và các điểm du lịch thường cách xa nhau. Do đó, dù bạn có chọn ở tại khách sạn trung tâm thành phố thì vẫn không gần các điểm giải trí. Việc thuê một chiếc ô tô để cả gia đình cùng di chuyển sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe. Một số địa chỉ thuê xe ô tô uy tín tại Quy Nhơn mà bạn có thể tham khảo như dịch vụ thuê xe tự lái Minh Hạnh, dịch vụ thuê xe tự lái Minh Kha. Taxi. Mặc dù giá đi taxi cao hơn so với việc thuê xe máy và có thể cũng ngang với giá thuê ô tô, nhưng đối với những du khách đi một mình hoặc không quen với đường phố, taxi sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bạn có thể gọi xe bất kỳ lúc nào, không cần lo lắng về việc thiếu xe vì các hãng taxi thường có xe trực ở cổng các khách sạn và khu du lịch. Quan trọng nhất là bạn sẽ không cần lo lắng về việc bị cảnh sát kiểm tra vì đang ngáo ngơ tìm đường. Sáu, lịch trình du lịch Tết Quy Nhơn 2024 4 ngày 3 đêm. Ngày 1, 9 giờ đến Quy Nhơn, nhận phòng tại khách sạn và nghỉ ngơi một lúc. 10 giờ, khám phá chùa Thiên Hưng, một trong những ngôi chùa đặc biệt và nổi tiếng nhất ở Bình Định, với kiến trúc độc đáo và phong cảnh tuyệt đẹp. Chùa cũng là nơi lưu giữ ngọc xá lợi của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. 11 giờ, tham quan tháp đôi, cụm tháp với hai ngọn tháp cổ, được xây dựng theo lối kiến trúc Angkor từ thế kỷ thứ 12, nằm ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn. 12 giờ, ăn trưa tại nhà hàng trong thành phố, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 14 giờ, di chuyển đến khu du lịch Gành Ráng Tiên Sa. Tại đây, bạn sẽ được nghe kể về cuộc đời và sự nghiệp tài hoa của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Bạn sẽ được thăm đồi thi nhân, dốc Mộng Cầm và đặc biệt là bãi đá trứng, bãi tắm Hoàng Hậu. 16 giờ, đến làng Phong Quy Hòa. Đây là một địa danh nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và cũng là nơi mà thi sĩ Hàn Mặc Tử đã sống, sáng tác và yên nghỉ. Làng Phong Hòa nằm trong một thung lũng yên bình bên bờ biển
và được bao quanh bởi rừng thông già. Giờ ăn tối tại nhà hàng trong thành phố, khám phá thành phố Quy Nhơn về đêm như uống cà phê sấp ba trên bãi biển, tham gia chơi bài chòi, thưởng thức phố ẩm thực Quy Nhơn. Ngày 2. 8 giờ ăn sáng và bắt đầu ngày khám phá mới. Chín giờ lên cano đến bãi Kỳ Co, một trong những bãi biển đẹp nhất hiện nay tại Việt Nam. Bên cạnh tắm biển và chụp hình, bạn có thể tham gia các hoạt động giải trí như đi bộ ngắm san hô dưới nước, dù bay, mô tô nước, phao chuối, tham quan cầu Hang Yến đầy màu sắc. Giờ 30, lên cano đến bãi dưới lặn ngắm san hô, một trong những bãi ngắm san hô đẹp nhất tại Bình Định. 12 giờ ăn trưa và nghỉ ngơi. 14 giờ thăm tịnh xá Ngọc Hòa, chiêm ngưỡng pho tượng Phật đôi Quan Thế Âm, diệu hương cao nhất tại Việt Nam. 15 giờ đến đồi cát Phương Mai để chụp ảnh. 18 giờ ăn tối đi dạo chợ đêm Quy Nhơn hoặc về khách sạn nghỉ ngơi. 3. 8 giờ ăn sáng xong rồi khởi hành đi Phú Yên. 9 giờ tham quan gành đá đĩa, một di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia năm 1998. Tại đây, bạn sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. 10 giờ, tiếp tục hành trình đến bãi Xép, một bãi biển tuyệt vời duyên dáng đến ngỡ ngàng của Phú Yên. 10 giờ 30, rời bãi Xép, di chuyển lên đồi cao Gành Ông, ngọn đồi này đã xuất hiện trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. 11 giờ, đến cây cầu gỗ Ông Cọp để check-in, đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam hiện nay, được làm chủ yếu từ gỗ và tre, chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. 12 giờ ăn trưa và nghỉ ngơi tại các nhà hàng xung quanh. 14 giờ thăm chùa Thanh Lương để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Quan Âm vô cực và bức tượng Phật Quan Âm được làm bằng gỗ linh thiêng. 15 giờ tham quan nhà thờ Màng Lăng, một kiến trúc Pháp cổ theo lối Gothic. Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, đã được xây dựng hơn 120 năm. Và cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của linh mục Alexandre de Rhodes và cũng là nơi gắn liền với thành Andre Phú Yên. 16 giờ đến tháp Bánh Ít, tháp Bạc, được xem là một trong những thác đẹp độc nhất vô nhị của nghệ thuật kiến trúc Champa cổ. 18 giờ dùng bữa tối và trở về khách sạn để nghỉ ngơi. 4. 8 giờ thức dậy và ăn sáng. 9 giờ thăm bảo tàng Quang Trung, dâng hương lên Tây Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tướng. Bạn có thể cầu nguyện cho đường học hành, quan trường, sự nghiệp đỗ đạt thăng tiến. Bảo tàng có 9 tượng đài quần thần Tây Sơn được đúc với tỷ lệ 1:1, dát vàng do ông Huỳnh Phí Dũng hay Huỳnh Uy Dũng.
10 giờ, tiếp tục hành trình đến khu du lịch sinh thái Hầm Hồ. Tại đây bạn sẽ đi thuyền trên kênh Lộc Giang với dòng sông Cút, với khúc sông trời lấp được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ, hòa mình với thiên nhiên hoang sơ, cây cỏ, non nước. Tự do tham gia các hoạt động giải trí như bơi thuyền kayak trên sông và câu cá thư giãn. 12 giờ, dùng bữa trưa và sau đó trở về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ đạc để tạm biệt Quy Nhơn. Du lịch Quy Nhơn Tết 2024 4 ngày 3 đêm ở đâu? Du lịch Tết Quy Nhơn 2024 4 ngày 3 đêm ở đâu là câu hỏi nhận được sự quan tâm của nhiều du khách. Một gợi ý hữu ích cho bạn là thuê các khách sạn, nhà nghỉ hoặc homestay ở khu vực trung tâm để tiện cho việc di chuyển. Tại Quy Nhơn, các dịch vụ lưu trú phát triển khá mạnh, vì vậy việc tìm cho mình một nơi để ở không còn khó khăn. Có một số khách sạn cao cấp tại Quy Nhơn mà bạn có thể xem xét như Hoàng Yến, Hải Âu. Những nơi lưu trú này thường gần biển với vị trí đẹp và ấn tượng. Lưu ý rằng vào dịp Tết, cần đặt khách sạn sớm để tránh tình trạng cháy phòng và để đảm bảo giá phòng không tăng quá cao. Ngoài ra còn có một số nơi lưu trú với giá tốt, vị trí đẹp mà bạn có thể tham khảo như khách sạn Hoàng Hưng, khách sạn Minh Khuê, khách sạn Seaside, Homestay Quy Nhơn Town. Tết này nếu chưa biết đi đâu thì bạn có thể xem xét một chuyến du lịch đến thành phố biển xinh đẹp Quy Nhơn. Đặc biệt, du lịch Quy Nhơn vào dịp Tết sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông, like và share để nhận thêm nhiều kinh nghiệm du lịch hữu ích từ kênh Blog Travel Việt nhé! Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.